Ngày hôm nay em lại về cho các bác một mẫu xe hạng sang. Sang vừa vừa nhưng chất thì chắc chắn là sẽ quá bình dân luôn. Một chiếc xe đời 2012 với động cơ máy 2.0, đến từ thương hiệu nghe tên ai cũng biết, Kia các bác ạ. Một mẫu xe 7 chỗ Kia Carel sản xuất năm 2012. Rất là đẹp, với màu sơn xám nông chuột, nội thất bên trong màu đen pha xám rất là tuyệt vời. Và chiếc xe này thì vẫn còn rất là căng nha các bác nhá. Toàn bộ cột keo keo chỉ cũng như là sơn xi của xe là đảm bảo cho các bác là còn nguyên. Xe thì cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước. Và đây cũng là một chiếc xe bác chủ đi rất là giữ gìn. Biển Quảng Ninh 14A32507. Nói là Quảng Ninh thôi nhưng mà chắc chắn gầm bệ của xe là không có hàn mọt một chút nào luôn. Em này đã gắn lên một cái màn hình và cam hành trình, cam lùi là đầy đủ luôn cho các bác. Xe vừa về xong. Một dòng xe dành cho gia đình với option thì miên man. Và đặc biệt cái dòng này thì trông như này thôi, nhưng mà ngồi bên trong xe thì cảm giác nó rộng rãi hơn bất kỳ các cái dòng xe 7 chỗ nào. Vì tại sao? Vì đây là một cái dòng xe với quả nóc rất là cao, cao hơn hẳn so với các cái dòng xe khác đến 10 phân. Thế nên là khi các bác ngồi trong xe cảm giác nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Kể cả Innova, kể cả Everest hay là kể cả những cái dòng như là Fortuner. Chỉ ngồi cao thôi nhưng mà trần đến đầu thì nó lại rất là thấp, nên là cảm giác bao giờ nó cũng rất là bí bách. Nhưng mà các bác ngồi với cái dòng này thì đảm bảo cho các bác là cái độ thoáng đãng khi mà mình ngồi trong không gian mà nó rộng so với trần đấy ạ. Thì đây là một chiếc xe rất là thoải mái cho mọi gia đình. Một mẫu xe khi mà các bác hạ hàng ghế thứ ba xuống, các bác có một cái không gian để đồ hơn một khối, có thể chứa được rất nhiều đồ. Một mẫu xe có thể thay thế được một chiếc bán tải cũng được. Và đây là một chiếc xe lại còn có cả cửa sổ trời. Em này thì cửa sổ trời xịn xò thôi. Đấy, dành cho những ai yêu cái sự lãng mạn, yêu thích những chiếc xe mà mở cửa sổ trời ra hóng gió cho nó mát. Cửa kính của chiếc xe cũng rất là to, chiều cao rộng rãi, cao hẳn này, 60 phân. Và chiều ngang thì chỉ bằng những cái mẫu xe khác thôi. Nhưng khi các bác mở cửa kính ra, các bác thấy rằng cái khoảng sáng của cửa kính nó rất là rộng luôn nhá. Và mẫu xe này thì được bác chủ cũ bác cái dán phim cách nhiệt cao cấp. Đấy, mà nên là nhìn từ bên ngoài và trong không nhìn thấy gì. Chống nắng, chống tia tử ngoại rất tốt và khả năng làm việc điều hòa thì quá ok. Em này thì được cái là đồng sơn xe đều. Và đây là các bác nghe tôn này. Toàn bộ tôn của xe đấy ạ, rất dày. Đấy, khả năng cách âm chống ồn của xe rất là tốt luôn. Với động cơ máy 2.0 thì chiếc xe không bị yếu như những cái dòng Xpander 1.5 như bây giờ, mà tương đối là khỏe. Theo năm tháng thời gian thì cũng hơi kém một chút so với xe mới, nhưng mà độ bốc của xe thì vẫn được tầm khoảng 80-90%. Hệ thống đèn của chiếc xe thì các bác nhìn toàn bộ bầu đèn của xe là trong và không bị vàng. Đây là một chiếc xe ít đi đêm, xe gia đình, không có taxi dịch vụ, nên là khả năng đi đêm cực kỳ ít. Chóa đèn hay như là bầu đèn nó không bị ố vàng như những chiếc xe mà dùng nhiều. Còn đèn cản dưới cũng thế này. Và toàn bộ đầu cản của xe là không có một vết gọi là trầy xước này, vỡ viếc gì cả. Đấy, xe đảm bảo cho bác là không có đâm đụng. Bác nào mà thích xem có đâm đụng hay không thì đây, biển đây. Các bác có thể tra luôn trên các cái trang đâm đụng thủy kích để xem là xe nó có bị đâm đụng hay không. Còn bên này như thế này. Đấy, toàn bộ đèn của xe sáng choang luôn các bác nhá. Và các bác có thể để ý là nước điều hòa của xe làm việc rất là tốt. Đấy, hiện nay đang chảy nước điều hòa. Em này thì nói chung là gọi là tiền ít nhưng mà thịt thơm các bác. 2012 máy 2.0, ăn xăng 8 lít trên 100 cây. Còn đối với đứng yên một chỗ này, em đảm bảo các bác chỉ hết 2 lít trên 100 cây thôi. Mà quên nhầm, 2 lít trên 1 tiếng ấy. Nhầm lại cứ bảo 100 cây, xe có đi đâu đâu mà. Vâng, đứng yên một chỗ. Toàn bộ gương thì em này là gương gập điện, có xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương. Và có nẹp chrome chống mất trộm gương, chống bẻ trộm. Cái này thì đúng là hồi xưa hay bị mất trộm, nhưng bây giờ xe nhiều quá rồi. Cái mấy anh em mà đi ăn trộm gương ấy, anh cũng chẳng có thời gian rảnh mà đi bẻ trộm đâu. Vì bây giờ có bẻ trộm thì người ta cũng chẳng mua. Đấy. Toàn bộ dàn lốp của xe thì đang sử dụng dàn lốp Riton 225-50R17. La răng to, dày, đấy, chắc khỏe, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ nhá. Và la răng của chiếc xe là la răng đúc không phay. Đấy, cua lốp, lòng lốp thì không có lỗi lầm, không mục mọt. Đấy, đây này. Đấy. Còn đương nhiên rồi, đấy. Một chiếc xe tránh mưa tránh nắng cho các bác luôn. Tránh mưa tránh nắng này. Cửa sổ trời thì đang mở ra, chắc chắn là nước mưa chui vào rồi. Em đóng một cái. Đấy, các bác thấy không?
Khi mà đóng vào rồi thì chắc chắn là ngồi bên trong thì sướng hơn bên ngoài rồi. Ngồi bên trong thì đối với người lái thì tương đối khá là tiện nghi. Vô lăng khâu da vẫn còn rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, toàn bộ vô lăng khâu da của xe này vẫn còn rất là đẹp. Da không còn căng nhá. Phím điều khiển tích hợp trên đây đầy đủ. Đấy, các cái chế độ cài đặt ở xe. Đấy, phím đèn còn như mới luôn này. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ cái cụm phím đèn của xe nó còn như thế này. Và gạt mưa, gạt kính, có gạt mưa trước, gạt mưa sau. Đấy, nước phun tơi đầy đủ nhá, không thiếu một cái chức năng gì. Em này có thêm cả cảm biến va chạm phía đằng sau. Đấy, gắn tích hợp trên xe cho các bác luôn nhá. Và phần mặt táp lô thì đây cũng là một chiếc xe rất là sạch sẽ. Đấy, táp lô như mới luôn này. Đấy, em này dùng ít, xe đi ít mới được có 13 vạn 2 thôi. Đồng hồ 13 vạn 2. Điều hòa thì thực sự phải nói là em này là quá mát luôn các bác ạ. Màn hình OnTech đấy, có kết hợp rất nhiều các chức năng, có SIM đấy, và có nhiều chế độ, ví dụ cam hành trình em đang gắn sẵn ở trên xe đây thì có gắn đây nhá. Vâng, và trên các cái chức năng ở trên đây thì có SIM mạng đầy đủ, YouTube bình thường. Điều hòa của chiếc xe đang sử dụng là điều hòa auto, chỉ cần một nút bấm thôi là auto full luôn. Và đương nhiên em đang để chế độ điều chỉnh tay để cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ thực sự không cần thiết. Đấy, nhiệt độ bên ngoài đang là 32, thời tiết hôm nay rất là mát, nhưng mà nhiệt độ bên trong thì khá là thoải mái luôn. Các cái phím này của nó vẫn còn như mới, và kể cả tay phanh, tay cần số ở xe này các bác ạ. Một chiếc xe ít dùng, tay cần số vẫn còn như mới, cầm tay rất là chắc chắn luôn, sang số mượt mà. Có chế độ D để lái, và đặc biệt bên này có chế độ lái tay. Cho các bác nào mà thích những chiếc xe mà muốn vượt đồi vượt núi đấy, đi số tay thì là đây là một cái chức năng cơ bên cạnh của xe. Đấy, số mã rất là đơn giản, và cái này được có zích zắc nên là chống được các bác nhầm số rất là đơn giản luôn. Bệ tì tay khâu da vẫn còn nguyên, và các cái chi tiết nhựa của xe vẫn còn mới này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, một chiếc xe được tích hợp rất nhiều công nghệ, tích hợp nhiều các cái tiện lợi trên xe. Đời 2012 dẫn đầu xu thế những cái năm 2007, 8, 9, 10 thì những cái dòng xe này làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam về mức độ bán hàng. Khoảng cách từ trần cho đến đầu của em là 20 phân, rất là cao. Nên là cái khoảng sáng trần đối với người ngồi là rất là thoáng, nó không bị bí bách như những dòng Innova hay là Fortuner hay là Isuzu hoặc là Everest, không bao giờ bị bí bách các bác nhá. Trần rất là cao thoáng luôn. Không gian cửa kính cũng rất là rộng và thoáng, chứ không hề bị thấp kẹp như những cái dòng sedan hay là những cái dòng 7 chỗ cùng phân khúc. Da của xe thì chắc chắn là khâu lại rồi, nhưng mà được cái là da nó chắc chắn, và cái dòng da này là da mới căng luôn. Em này thì được cái là êm, và đây là chân phanh này còn cao cấp như những cái dòng xe hạng sang luôn. Đấy, toàn bộ bản lề đấy, của xe chuẩn chỉ luôn cho các bác nhá. Và chỉ keo cánh là bao zin cho các bác luôn. Bao zin chỉ cánh luôn cho các bác này. Đấy, toàn bộ chỉ cánh là zin, là toàn bộ chỉ sợi luôn nhá. Em này thì gương gập tự động đầy đủ, không thiếu một cái chức năng gì. Đấy, gập ra mở vào hoạt động hoàn toàn bình thường. Và kính điện thì lên xuống rất là nhanh. Đấy, phim cách nhiệt dán vậy thôi, nhưng mà nhìn từ bên ngoài nhìn này, đây các bác nhìn này. Đấy, chống nhìn trộm vào bên trong luôn nhá. Rất là an toàn và rất là riêng tư cho tất cả mọi người khi mà ngồi bên trong xe. Đấy, kính điện này là bấm nhầm nút kính. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đóng lên phát chỉ có đứng ngoài mà soi gương được thôi, chứ còn không thể nhìn từ bên trong, nhìn từ bên ngoài nhìn vào được. Rất là an toàn. Đấy, toàn bộ ốc là chưa có động chạm. Đấy, xe thì bao cứng cho các bác luôn. Và tôn vỏ cánh của xe này rất dày. Dàn lốp của xe thì cũng là dàn lốp 2019. Ví dụ dàn lốp sau, cái dàn này thì nó tầm được khoảng 60%, nhưng nói chung là các bác cứ đi thoải mái, không ảnh hưởng gì nhá. Nhiều bác mua xe cũ nhưng mà cứ lo là dàn lốp nó phải mới. Nói thật các bác là bên nhà em cũng thế thôi. Đi mua xe cũ đỡ được con nào mà dàn lốp nó còn mới thì mình đi mới. Còn đâu là dàn lốp này thì nói chung là chạy vẫn ổn định, không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ bản lề cánh ở phía đằng sau là chưa có động chạm, chưa tháo mở gì cả. Đấy, còn nguyên luôn. Chỉ cánh zin và toàn bộ là chỉ cánh nguyên bản đấy các bác nhá. Xe đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, toàn bộ răng nẹp này. Đấy, cho bác xem. Đấy, nó là theo thời gian thôi, chứ cái răng nẹp này của nó còn nguyên. Và đây, hộp để đồ. Đấy, cho các bác rất rộng nhá. Đấy,
Em này thì được cái là khoảng không gian để đồ phía đằng sau tương đối là rộng rãi, tiện lợi thôi. Đèn hậu của chiếc xe thì đèn nguyên form từ 2010 đến 2012, không có sự thay đổi nhiều. Đèn đẹp, căng, đấy, sạch sẽ luôn. Và đây là một chiếc xe mang biển Quảng Ninh, bác chủ đi cũng rất giữ gìn, không có dịch vụ một chút nào. Đấy, kính còn zin, toàn bộ kính của xe là zin nguyên các bác nhá. Đấy, chạy rất là ổn định và có này, cảm biến lùi phía đằng sau. Đấy, cảm biến đằng sau cho các bác luôn. Đấy, các bác đi vào những lùi và những chỗ chật hẹp, dựa vào camera cũng như dựa vào cảm biến lùi rất là yên tâm. Dòng này thì được cái là chạy rất là ổn định và chắc. Đấy, 7 chỗ. Đấy, 5 cộng 2 cũng được mà 7 chỗ thẳng cũng được. Đấy các bác xem. Kính lên xuống rất là nhanh và không có hề bị hiện tượng trượt, vì đây là một chiếc xe dùng ít đối với kính. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ này, cửa gió điều hòa vùng sau này. Và nội thất hàng ghế thứ hai thoải mái rộng rãi. Và kể cả bác những người 8 90 cân hay một tạ, các bác ngồi trong này cũng rất là thoải mái, không hề bị bí bách một tí nào. Đấy. Khoảng không gian bên trong rất là rộng. À, các cái dây đai an toàn của xe là còn nguyên này. Các bác nhìn ạ, còn nguyên luôn nhá, như mới luôn. Đấy, chất xe thì vẫn còn rất là sạch sẽ, không hề bị lỗi lầm tí nào. Và phanh đĩa bánh sau đầy đủ. Đấy, em này thì một em xe đi ít rồi nên phanh đĩa bánh sau nó hơi han một chút. Cái này không ảnh hưởng đến chất lượng các bác nhá. Dàn lốp bên này thì tương đối là ok, còn dày. Lốp căng 2020. À, các bác nhìn này, nó rãnh lốp này. Còn dày luôn và cua lốp em này chưa có mục mọt tí nào. Gầm con này thì tương đối là sáng nhá. Các bác có thể nhìn gầm này. Đấy, gầm sáng luôn. Không có mối mọt một tí nào luôn. Đấy. Nhiều bác thì cứ quan niệm là biển Quảng Ninh thì phải thế này ấy kia. Nói thật là em là người buôn xe ấy, bây giờ em thấy biển Hà Nội mới là nguy hiểm nhất. Các bác biết vì sao Hà Nội hay ngập lụt? Khi mà mua xe biển Hà Nội, nói thật các bác là nhiều lúc là căng phết ấy. Em là thợ mà em còn sợ nhá. Nhiều bác cứ giao bảo là biển thủ đô thì tôi đắt hơn được 20 triệu. Nói thật các bác nhá, khi mà nghe đến tên biển Hà Nội, đây là nước làm mát của nó làm việc như thế này mà. Đấy, rất tốt luôn. Đấy, khi mà nghe đến cái biển Hà Nội là em sợ luôn á. Vì nói thật các bác là xe đẹp thì không đến lượt. Đấy, còn xe mà ngập nước với thủy kích với đầm đụng ở trên ấy nhiều. Thời điểm ví dụ như bây giờ đang cơn bão vừa rồi áp thấp nhiệt đới ạ. Ở trên Hà Nội đang ngập lụt cực kỳ nhiều luôn. Xe sang rồi xe cỏ, xe nát là đều là bị ngập nước thủy kích nhiều. Thế mà cái đấy thì xe lỗi rất là nhiều luôn. Thế mà nhiều bác cứ quan niệm là biển thủ đô mới là xịn thì đúng là em cũng chịu. Nhưng mà đây các bác nhìn này, máy khô ráo sạch sẽ nhá. Đảm bảo các bác là máy rất là ngon luôn. 2012 máy nổ êm thì thầm luôn. Đấy, toàn bộ răng đầu của xe là không hề có một tí lỗi đâu luôn này. Răng đầu còn nguyên. Kể cả các cái bát tay đầu này. Đó, hai tay đầu. Đó, các bác nhìn nhá, các cái chi tiết này là của nó còn nguyên luôn. Cabo này, căng đét luôn này. Logo còn này. Lỗ tròn đều này. Và sạch sẽ luôn. Ắc quy thì mới thay rồi. Còn đâu là các cái phần này thì khỏi phải chê. Đấy, không chê được một câu nào luôn. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ được. Và đây là một chiếc xe quốc dân đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Và cái dòng 7 chỗ thì đây Karen cũng là một cái dòng xe đặc trưng của hãng Kia. Mà tại thị trường Việt Nam, ngoài Kia Soluto, Sorento nhá, Sorento gầm cao SUV, thì mẫu Crossovo Karen là một cái mẫu xe mà được nhiều gia đình lựa chọn luôn. Rộng rãi này, tiện nghi này, lành bền, đồ nghề thay thế sửa chữa rất là dễ dàng. Đấy, đồ nghề thay thế cực kỳ dễ dàng luôn các bác nhá. Dầu mỡ vàng óng luôn. Và dòng này thì khoang máy rất là thoáng. Đấy, các bác nhìn này, rất dễ dàng kiểm soát nhá. Và khoang máy cực kỳ ok. Em này thì vẫn đang là sử dụng lái dầu các bác nhá, không phải lái điện. Vâng, dòng xe này thì người ta có nhiều kiểu thiết kế. Ví dụ như những cái dòng Kia Forte thì có bản dầu, có bản điện. Nhưng mà đây là một chiếc xe lái dầu, trợ lái dầu nên là hệ thống lái nó rất là thực. Cảm giác nó thật tay. Và lái thì rất là chuẩn chỉ luôn. Máy êm thin thít và xe thì em đang bán với giá là 285 triệu đồng. Một mức giá mà vô cùng êm so với mọi hãng xe hiện thời điểm này. Đấy, số tự động mà bản đủ mà lại còn option nhiều mà như Innova. Em nói là các bác là với đời 2012 này, các bác sẽ phải mua tầm khoảng 340, 330.
Nhưng mà đây là một chiếc xe mà chỉ có 285 triệu đồng, chỉ ngang bằng một chiếc Innova số sàn đời 2013. Một mức giá vô cùng tuyệt vời. Và kiểu dáng xe thì tương đối là ok. Sơn si sạch sẽ, ngon lành cành đào. Xe thì cũng đầy đủ các chức năng, khóa khiển điện thông minh, option nhiều. Vâng. Và rất vui khi được các bác chọn lựa được cho mình những chiếc xe tuyệt vời dành cho gia đình để đi lại. Đấy, với thời tiết mưa gió, cứ sở hữu chiếc xe như thế này, vừa rẻ vừa ngon, mà thực ra là tiền không để làm gì các bác ạ. Mua một chiếc xe này tránh mưa tránh nắng, đảm bảo được sức khỏe, an toàn cho bản thân. Đi lại thì được cả gia đình, 7 chỗ có thể là chở được đại gia đình luôn các bác nha. Vâng, cảm ơn các bác nha. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ tại Eo Vũ Duy Auto. Đương nhiên là không thể rẻ quá rồi, vì các cụ luôn có câu rằng là tiền nào của đấy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác tại những video tiếp theo với những em Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe khu khoàm lằng nhằng và chuyên các dòng xe giá rẻ. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.